Xin chào Quách Thành đã đến với bản tin chuyên bóng đá. Bản tin của chúng tôi sẽ đem đến cho Quách Thành những thông tin bóng đá nóng nhất của Việt Nam cũng như của thế giới, được truyền tải theo phong cách chuyên nhất và hài hước nhất. Bản tin được phát sóng đều đặn vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh chuyên bóng đá. Kính mời Quách Thành hãy nhấn nút subscribe để tiện theo dõi. Rất bất ngờ, không ồn ào như MU, chẳng kiểm tra y tế lâu như Chelsea. Chúng ta có thể miêu tả một chuyển nhượng này của Bayern Munich bằng tên một bộ phim: quá nhanh, quá nguy hiểm. Chỉ trong vòng 3 ngày, họ đã có ngay được chữ ký của James Rodriguez từ Real Madrid, một sự bổ sung đầy chất lượng cả về chuyên môn lẫn kinh tế cho Bayern. Vì anh vừa về, áo anh bán ra đã hết sạch trong vòng 1 ngày. Đó là lý do người ta vẫn gọi anh là thánh bán áo. Jack mặt nạ, Torres mặt nạ, Cahill mặt nạ, Matic mặt nạ, Ramirez mặt nạ, Fabregas mặt nạ, Costa mặt nạ, Terry mặt nạ. Và chúng ta đã hiểu vì sao Chelsea lại quyết tâm có được Bakayoko đến vậy. Bởi vì Bakayoko cũng mặt nạ. Chào mừng các bạn đã đến với Mặt Nạ FC. Và với sự xuất hiện của Kameyoko, Bakayoko cộng với Kante, và nếu Matic không ra đi thì tuyến giữa của Chelsea sẽ như thế này đây. Daniel Vett tuy đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn là một món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi nhận được sự chèo kéo từ Man City, không mất nhiều thời gian để Alves đã quyết định đầu quân cho Paris Saint-Germain. Điều đó như chạm vào lòng tự ái của các ông chủ Ả Rập. Ngay lập tức, họ thiết lập kỷ lục chuyển nhượng của một hậu vệ bằng việc đưa về Kai Walker. Cũng phải công nhận, Dani Alves trên Man City vốn này cũng hơi thốn. Cơn bão số 1 đã đổ bộ vào nước ta, khiến Hà Nội biến thành Hà Lội. Còn cơn bão AC Milan vẫn đang càn quét khắp nơi trên thị trường chuyển nhượng. Mua một lúc 10 cầu thủ, AC Milan như đang muốn nói với cả thế giới này rằng: hãy chống mắt lên mà xem, bọn anh sắp quay trở lại thời kỳ đỉnh cao rồi. Thương vụ đình đám nhất của họ chắc chắn là Leonardo Bonucci, một trung vệ ở đẳng cấp thế giới, người mà Chelsea bỏ ra số tiền gấp rưỡi 40 triệu bảng của Milan cũng không mua được. Đây chắc chắn là cảm giác của fan Chelsea lúc này. Nhưng lý do thật sự là vì Bonucci muốn ở bên gia đình, bên người con đang chữa bệnh của mình nên không muốn đi dàn nước ngoài. Quả là một người đàn ông của gia đình. Còn với AC Milan, mua nhiều chưa chắc đã thành công. Nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta ở đây đều muốn Milan sẽ trở lại. Họ từng có một lịch sử hào hùng, họ đã ngủ quên quá lâu rồi. Hãy thức tỉnh và lấy lại vị thế của mình đi. Tổ lái một chút sẽ những thông tin về võ thuật. Tuần qua, võ sư Flores của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh ở Canada đã lăn lộn sang Việt Nam thách đấu và hạ gục hai võ sư của chúng ta. Rồi ông còn dõng dạc tuyên bố: không một võ sư nào ở Việt Nam đủ trình độ chạm vào tôi dù chỉ một sợi tóc. Nhưng tưởng đối thủ của ông như nào, đây toàn chọn mấy ông võ sư già U60. Ở cái tuổi mà chỉ ngã ra một cái thôi có chưa biết xương có lành lại được hay không thì đánh nhau cái gì? Hả? Đánh nhau cái gì mà thách mới trả đấu? Có giỏi ý, không cần thách đấu một võ sư nào cả. Mấy ông hãy đến sân bóng V-League của chúng tôi. Ở đó mà cầu thủ trên sân đều có thể trở thành võ sĩ. Sân cỏ sẽ trở thành võ đài. Với những Mai Samson, Manny Park Quế Hải, Lý Tiểu Đình Đồng, Floyd Mày Huy Hoàng cũng đủ cho ông sấp mặt rồi. Ốp cua luôn sang những thông tin về tennis.
Vừa là Roger Federer đã chính thức vô địch Wimbledon 2017, lập kỷ lục 8 lần vô địch giải đấu này khi mà anh đã 36 tuổi. Tôi xin nhắc lại là 36 tuổi thưa quý vị. Đúng là một huyền thoại. Ngay lập tức, Piquet đã đăng ngay một dòng status lên nói rằng Lionel Messi, Michael Jordan, Roger Federer là những người giỏi nhất mà tôi từng thấy. Ngụ ý đã để Ronaldo và Real chắc chúng ta cũng đều hiểu. Và Iker Casillas cũng đã nắn gân ngay người đàn em với dòng status Kobe Bryant, Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Tiger Woods, Michael Schumacher, Michael Phelps, Valentino Rossi, Serena Williams và dấu ba chấm. Anh liệt kê ra cả đống huyền thoại ấy. Ý nói là những người kia không đủ để Piquet quên ngưỡng mộ hay sao? Các mạng xã hội bây giờ thật hữu ích. Giờ đây các cầu thủ không cần đối đầu nhau trên sân bóng mà vẫn có thể đá xoáy nhau bằng những dòng status qua lại. Round 1. Round 2. Bắc thang lên hỏi ông trời, con đi nghĩa vụ gấu chở được không? Ông trời, ông bảo rằng không. Nó ở bùi viện hôn nhau kìa kìa. Vâng, đó là câu chuyện hot nhất tuần qua. Qua câu chuyện này, chắc chắn rất nhiều anh em đã mất niềm tin vào tình yêu. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Yêu mới đưa cái gì, cả yêu mới đưa cái gì. Nhưng các bạn chớ lo, vì đã có bóng đá ở đây. Dẹp ngay mấy đứa con gái bạc tình bạc nghĩa đi. Hãy yêu bóng đá và bóng đá sẽ bên cạnh các bạn. Bóng đá sẽ không khiến bạn cao lên bằng cách mọc sừng, mà khiến bạn cao hơn vì luyện tập thể dục thể thao. Bạn cứ việc đi nghĩa vụ 2 tuần, 2 năm, thậm chí là 20 năm, bóng đá cũng sẽ không bao giờ phản bội bạn. Bóng đá sẽ đem lại cho bạn những khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc, sung sướng hơn làm tình. Giống như lời Busquets nói, trong bóng đá, sự sung sướng có thể kéo dài đến 3, 4 ngày. Tình dục thì trái lại, thường chỉ trong vòng 1 phút. Bóng đá sẽ giúp bạn am hiểu hơn kiến thức về địa lý, mở rộng vốn ngoại ngữ. Và nếu bạn thực sự yêu một đội bóng, thì cảm xúc bạn nhận được khi đội bóng của bạn thua, thắng, nhận được danh hiệu hay vấp ngã thất bại cũng chẳng khác nào các cung bậc trong tình yêu. Nhưng có một lưu ý nho nhỏ cho anh em, đó là nếu chọn yêu bóng đá thì hãy học thêm cách yêu bàn tay của mình nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. We'll be right back.